Quốc Thuận chào Quốc Nghiệp. Bữa trước là chè gặp Quốc Cơ, rồi hôm nay gặp Quốc Nghiệp. Mời hai em ngồi. Mời hai vợ chồng em giới thiệu về mình để cho khán giả chương trình Vợ Chồng Son biết nha. Mời hai em. Em là Giang Quốc Nghiệp. Em sinh năm 1989 và hiện tại đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn em thì Lê Như Ngọc Mai, em sinh năm 1987, hơn anh Nghiệp 2 tuổi. Và em cũng đang em sống với, tất nhiên là anh Quốc Nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang ở đâu? Rất là serious. Công việc của em hiện tại là gì? Dạ, công việc hiện tại là em giảng dạy thanh nhạc tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Giảng dạy thanh nhạc, vậy bây giờ trước khi chúng ta bắt đầu vào câu chuyện tình yêu, em có thể nào em hát một cái câu hay là một cái điệu nào đó để cho khán giả đây được thưởng thức không ạ? Mai là người miền Trung một chút xíu thì bây giờ Mai gửi gắm cho chồng luôn này. Đây với đây không dây mà buộc, em với anh chàng không chuốc mà sao say hơi chàng, chàng ơi. Là say luôn ông này. Trời ơi. Có phải hồi đó đi diễn và gặp Mai cho nên chính vì cái giọng hát này và chính vì ánh mắt này mà Quốc Nghiệp đã bị mê hoặc bởi cô ấy không? Thực sự ra thì tụi em đi rất là nhiều chuyến giao lưu văn hóa. Tụi em gặp nhau rất là nhiều nhưng mà chưa bao giờ để ý sâu hết á. Nhưng mà có một lần cuối cùng thì Mai nói là chắc chuyến đi lần cuối này là Mai sẽ không đi nữa. Thì Mai nói cái điều đó xong hôm đó tự nhiên em cũng cảm thấy sao á. Nói chung là tự nhiên mình... Ở đâu cái lần đó đi diễn ở đâu? Lần cuối cùng mình đi là hình như ở Đức. Xong rồi á, cái em nghe cái câu đó em thấy tiếc tiếc sao, tự nhiên mình đang đi chung cũng vui, ăn uống rồi kia, tại vì em hay xách đồ cho mấy bà này, còn mấy bà này hay cho đồ em ăn, hay đói đó. Xong rồi á mới xách giùm chị, cái chị để ý mình, xong mình cũng để ý chị, xong cuối cùng chị hỏi ủa Nghiệp sinh năm mấy vậy, cái em mới nói là Nghiệp 89. Ồ vậy em nhỏ hơn chị. Em quê rồi đó. Em là hồi đó giờ em không có thích ai mà xưng chị với em hết đó. Em chỉ nói không, Nghiệp chỉ thích xưng tên thôi. Nghiệp có ý đồ cho nên mới vậy đó. Thôi. Nhưng mà còn Mai sao, lúc thực sự trong lòng em là bắt đầu em say ảnh từ lúc nào? Dạ. Chặt lầu lắm. Lúc đầu tiên là hai đứa gặp nhau 2011 là ở Pháp, là không có bao giờ để ý vì nghĩ là xiếc mình cũng tôn trọng với nhau vậy thôi chứ mình cũng không có để ý lắm. Thì khi ảnh chồng đầu nhau nói sao hai người này chơi dại quá vậy, mà ai cũng nói trước là hai người này giỏi lắm. Thì mình cũng nói thì giỏi vậy thôi. Đi với nhau rất là nhiều chuyến nữa thì cứ thấy như vậy thì cũng thấy tội. Mấy cái đợt cuối thấy có vẻ sách vali cho mình nhiều hơn, rồi hỏi han lân la đòi học thanh nhạc. Lúc đó là mê rồi đó. Thanh nhạc. Dạ, thanh nhạc. Vì ước mơ ngấm ngầm của anh là được làm ca sĩ. Nhưng mà cái lần đó lý do tại sao mà em lại có ý định là không đi lưu diễn nữa? Bởi vì em nghĩ rằng là cái đam mê của mình, cái sự nghiệp của mình nó cũng sẽ có một cái chừng mực nào đó. Thì mình cũng nghĩ là mình cũng đã 27 tuổi rồi. Thì em nghĩ là thôi mình để còn lo nhiều chuyện khác rồi, gia đình đủ thứ hết. Năm đó em cũng thi một cái cuộc thi của chuyên nghiệp toàn quốc, cũng lần cuối cùng em tham gia luôn. Mai thi cái đợt cuối cùng thì em chạy xe từ đó xuống đó. Nghe nhưng mà không muốn cho bạn phát hiện được. Xuống đâu? Xuống tới Vũng Tàu lần. Thì tự nhiên em không biết gì hết. Tự nhiên sao thấy một người đứng trước mặt mình chuẩn bị mình lên thi. Trời ơi, muốn véo miệng luôn, muốn không hát được luôn. Nhưng mà xúc động không? Anh nói thiệt. Dạ xúc động thì anh này là vì cái quả đó đó cho nên mới đánh em một cái là em u đầu luôn đó. Em do dự rất là nhiều, xong cuối cùng là em quyết định em xuống. Xong cuối cùng khi mà xem xong là thực sự là thấy rất là thương, bởi vì hiểu được hoàn cảnh nè. Xong rồi rất là cảm ơn mấy cái chị ở trong nhóm Mặt Trời Mới đã gắn kết cho em với Mai. Và đó cũng là cái lần đầu tiên mà tụi em có tình cảm với nhau. Đó, đúng không? Trong thời gian mà hai em yêu nhau đó thì có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ không? Thì có một cái em ấn tượng mà để mà em quyết định là sẽ gửi gắm cuộc đời của mình cho ảnh luôn á. 50% là ảnh thôi, nhưng mà 50% quyết định là ba mẹ của ảnh. Là bởi vì một gia đình quá tử tế. Cái đợt đó là em bị sốt xuất huyết rất là nặng. Thì ảnh là đang để ý mà, thì hai người chỉ nhắn tin với nhau thôi. Thì ảnh đợt đó là đi công tác ở đâu, ở Thụy Sĩ. Thì ảnh biết là bị sốt xuất huyết thì ảnh mới gọi cho mẹ. Mẹ của ảnh nói là bạn con đang bị sốt xuất huyết mà chỉ có ở một mình thôi, thì có gì mẹ xem. Thì mẹ của ảnh gọi cho em. Nói là con bị sao rồi. Nói là nếu như không có ai thì đi qua đây ở rồi bác chăm sóc cho.
thì không biết lúc đó tự nhiên em qua nhà ông này ở luôn chị, xong rồi ngủ với mẹ của ông cả tháng trời ảnh đi. Rồi bắt đầu mình mới hiểu cái nếp sống trong gia đình mà coi mình như con trong nhà vậy đó. Nhưng mà em vậy là cũng rơi trường hợp sống thử đó, mà sống dạ, thử đúng với rồi. Mẹ chồng à. Đúng rồi, em sống thử với mẹ chồng. Dạ. Hai đứa nào ghen hơn? Dạ, anh này. Anh này ghen? Dạ, bữa nay anh bớt rồi đó, hồi đó anh ghen dữ lắm. Hồi đó lúc mới là ghen dữ lắm hả? Thì bởi vậy anh nó mới đề nghị là hãy qua nhà anh ở. Là để cho mẹ anh nó quan sát dùm luôn. Đó. Rồi có khi nào mà anh không tin, anh gắn camera anh cho người theo dõi. Dạ, nhà anh là vì anh rất tự tin là nói em cứ qua nhà anh ở đi, được sự yêu thương của mẹ anh, vì nhà anh tới mười mấy cái camera trong nhà luôn. Em đi đâu làm gì đó, hôm nay em đang làm gì đó. Dạ em ở trong toilet đó anh, không có gắn camera. Hiện tại bây giờ cũng vậy. Nhà em là truyền thống camera. Ba em từ nhỏ để có được những cái thước phim mà dữ liệu của tụi em hồi nhỏ để mà tập luyện biểu diễn là do ba em hết. Và tới khi mà tụi em lớn, khoảng gần 10 năm trước tụi em đi diễn nước ngoài á, thì ba em gắn những cái camera quan sát cho tụi em đi qua nước ngoài diễn để mà lúc nào cũng có thể xem được ở nhà đang làm gì để đỡ nhớ nhà hơn. Đúng rồi, đỡ nhớ nhà đó. Chính vì cái đó mà bị ám ảnh vô đầu em và em thích cái điều đó. Em mua nhà hay là sau đó em cũng gắn camera. Và bây giờ hiện tại trong nhà em là 8 cái camera. Trừ cái toilet thôi. Ồ, vậy là em quá ghen đúng không? Nhưng mà thực ra là ghen nhưng mà không ghen. Không ghen nhưng mà thực ra là rất ghen. Cho nên chính vì vậy là em quyết định là em cưới Mai liền đúng không? Thật sự tới bây giờ thì tụi em vẫn chưa cưới nhau. Thì em... Tức là chưa cưới là chỉ là một là hình thức đúng không? Tổ chức thôi chứ đúng không? Chứ còn thực ra là tụi em là đã là của nhau. Được biết là bao nhiêu năm rồi? Quốc nghiệp là hai baby rồi đúng không? Dạ. Thực sự tụi em cũng muốn có một cái đám cưới. Nhưng mà em nghĩ là cái điều đó giữa em và Mai luôn luôn muốn là cái đám cưới đó tụi em cảm thấy hạnh phúc nhất. Chứ không phải nó là một cái hình thức để mọi người thấy hay là mọi người như thế nào cả. Tức là cái đám cưới đó nó là một cái dấu chấm để mà mình cảm nhận được cái hạnh phúc thực sự. Đã trải qua những cái cam qua trong cái vợ chồng thực sự. Thì cái đám cưới đó nó là một cái ngày ý nghĩa thực sự. Như cái cuộc tình này đẹp quá, chắc đẹp cũng quá, có bây gì giờ nói xấu nhau không? Không, vẫn có chứ. Nhiều tật xấu nó mới được đẹp chị ạ. Rồi qua phần thứ nhì luôn. Chương trình đại hội vạch mặt. Anh muốn hỏi nha, anh thấy Quốc Nghiệp là một người, một đứa em mà phải nói rất là hiền. Chắc là không có tật xấu gì đúng không? Cái ngày em vỡ mộng đầu tiên đối với ảnh đó là trời ơi, mình suy nghĩ một lãng tử đẹp trai này kia, thì ảnh gội đầu sạch sẽ và cái tóc của ảnh như một cây dừa. Và em cười không thể nào nhúng được. Cái đầu của ảnh là rất nhiều tóc mà tóc nó dựng hết tất cả đều lên. Vậy giống hả? Như là lực hút của trái đất ở trên trời chứ không có ở dưới đất nữa. Mà nó không phải là nó những cái tóc ở dưới thì nó rớt xuống cũng không luôn ạ. Nó cũng dựng lên. Nhìn giống như Sơn Goku vậy phải không? Dạ, Sơn Goku mà bị hư á. Nhìn ghê rất lắm là lạ. Chụp hình lại đưa cho anh, ảnh cũng tự cười cái đầu tóc mà. À, bây giờ còn không? Dạ còn. Ôi hay quá. Đó giờ tại anh chưa bao giờ chiêm ngưỡng được cái mái tóc đó của em chưa nghe. Sau chương trình sẽ gội đầu cho anh Quốc Thịnh xe. Rồi còn gì nữa? Không, cái đó là cái đó không phải tật xấu, cái đó là bonus cho cái ấy thôi. Dạ. Còn bây giờ phải nói về tật xấu cơ. Xấu á. Tật xấu của anh á là nói chung là thương vợ thì nói là tật xấu thì rất là kỳ cục. Nhưng mà đây là bị quá cái kiểu mà trước khi mà lấy ảnh là em đã phải học lái xe. Anh không bao giờ cho em cầm lái, anh nói em lái không được đâu. Nói trời em sao mà anh không có tin tưởng gì hết trơn nữa. Tốt nhất á là em ngồi cạnh bên đi, em không bao giờ lái xe được. Cái tật của ảnh là ảnh không có tin tưởng gì mấy cái chuyện hết á. Với là một cái rất là khó chịu. Nên là chiếc xe của ảnh ví dụ mình mà đi xong là ảnh sẽ xem thử là xung quanh có cái gì dơ không. Có nghĩa là rất kỹ. Sạch sẽ, có sạch sẽ không? Dạ, đúng không? Người ta thường thường nói đàn ông là không sạch sẽ, nhưng ông này sạch sẽ một cách quá đáng. Ví dụ cái nào quá đáng nữa? Ví dụ là ở trong toilet chẳng hạn, ngoài chiếc xe ra trong toilet chẳng hạn là lâu mà chiếc mà cái toilet đó mà phải khô, mà phải giống như là muốn để cái gối nó nằm ngủ luôn cũng được. Trời ơi. Khi nào cũng giặt đồ cho con xong là nước lên lá xong lau khô em ra, em nói trời ơi sao mà anh rảnh quá vậy? Nãy giờ thấy em kể thật là tốt về người đàn ông này cũng không quý vị. Còn gì nữa? Anh ngưỡng mộ quá đó. Tật xấu của ổng là vậy. Anh ơi anh ăn cái gì? Anh dễ lắm, anh ăn gì cũng được hết á. Không anh muốn ăn cái gì, bây giờ anh ăn bò hay gà hay gì, nói là em làm liền bởi vì nó có sẵn rồi. Thôi anh dễ lắm, cái gì cũng được. Đưa ra, thôi anh không ăn này đâu. Cháo trở. Nó rất là tức. Rồi có khi á, buổi sáng đẹp trời, trời ơi mình vương vai tỉnh dậy. Sáng nay anh đi quay đó em ủi cho anh bộ đồ đi nữa. Trời ơi, xét đánh ngang tay, tại sao không có nói trước? Hay quên một cách kinh khủng. Hay quên. Ê, còn cái này nữa nghe, anh đang rất muốn hỏi, đúng không? Chồng em là một diễn viên siếc, cơ bắp cuồn cuộn, rất là mạnh khỏe. Anh ấy, anh có mạnh mẽ và anh có nhiệt
nhiệt tình mà thậm chí là cái tần suất nó hoạt động nhiều không? Anh Nghiệp á thì thực sự ra thì ảnh là một cái người rất là biết chiều chuộng người phụ nữ mà anh thương. Với là ảnh có cái quy luật riêng của ảnh. Đôi lúc mình cũng có con cái rồi mình phải chăm sóc, ảnh cũng biết là mình rất là mệt mỏi. Thì ảnh rất là thương vợ, thì ảnh nói là cái này không phải là chỉ là một cái những cái ham muốn đơn thuần về thể xác mà nó giúp cho mình có cái sức khỏe tốt, lưu thông máu huyết rồi này kia, nói chung là ông vẽ ra rất là nhiều cái và nói chung là ông dụ rất là hay. Tóm lại nó có mệt kiểu gì thì cũng hết mệt. Mà sướng. Ông dụ hay lắm. Chia sẻ cái bí mật của anh đi. Nếu như mà mình là người vợ mà thương ổng thực sự thì chắc chắn mình sẽ không thể nào từ chối được. Là vì cái lý do về sức khỏe giữ gìn của anh nè. Em nghĩ là tại vì em cũng có rất là nhiều người bạn học về tâm sinh lý, nên cũng chia sẻ nhiều về vấn đề đó mà em cũng nghiên cứu, em cũng học hỏi nhiều. Thì ở trên mạng nếu mà mọi người để ý thì nó có một cái công thức số 9. Bao nhiêu tuổi thì cứ nhân với số 9. Lấy cái con số đầu tiên, ví dụ như em là 30 ha, 30 nhân 9 thì là lấy cái số đầu tiên là số 3, nhân 9 là 27, có nghĩa là 2 tuần 7 lần. Còn lúc mà anh hai mấy tuổi mà hai vợ chồng đến với nhau là hai người đều là 2. Là con 2 đầu là 9. Số 2 nhân 9. 2 nhân 9 là 18, có nghĩa là 1 tuần 8 lần. Dạ. Nhưng mà cái đó là tuổi 20 anh, 20 đến 29. Dạ. Mình thì bắt đầu 30 thì nó nhẹ hơn tí xíu. Dạ. Ví dụ anh 40 cả. Anh Thuận bao nhiêu rồi? 40 thì 4 nhân 9, 36. Là 3 tuần 6 lần. Dạ. Sớt quá vậy. Thì cái đó là 3 tuần 6 lần quá ít. Cái đó ủa, em ghê vậy luôn á hả? Không thể. Ủa, đây chị mới với em làm gì với em 5 năm trời vậy chứ em ghê chứ em ba tuần cái 6 lần với anh vậy á, đương làm gì cái ông báo ông vợ ông có chữa cái gì này cái nọ xong hồi cái nói chị ơi vợ em chữa nữa chị hoài luôn cái đó là biểu đồ chung. Còn nếu mà mình có thể tốt hơn thì càng tốt hơn. Nhưng mà nếu mà ít hơn cái đó là có thể mình... Đúng rồi, cái đó là biểu hiện ít nhất. Bệnh đó, đúng không? Rồi bây giờ thôi tới em đi Nghiệp. Dạ. Vợ em thùy mị nết na như thế này có tật xấu gì không? Em nghĩ là xấu thì có ba cái tật xấu mà em cảm thấy là em khó chịu. Tật xấu đầu tiên đó chính là mỗi lần mà em đi công tác về cái làm thấy con một cái thùng. Cái mở ra đầu tiên là máy rửa chén. Rồi cái lần thứ hai là máy xay chén, rồi máy sinh tố, nói chung là ABC tất cả các thể loại máy. Anh thấy camera đấy, ủa em mua cái gì nữa vậy mai? Em mua cái máy gì nữa vậy mai? Tức là anh rất là khó chịu khi một lần mà em mua một cái gì về. Giờ em cứ nói là thôi anh cứ việc chổng mông lên trời đi, còn bao nhiêu em lo hết cho anh chưa? Chổng mông lên trời. Em chổng mông lên trời em thăng bằng mà. Thì có tiền về nộp cho bạn này để bạn đi mua thôi. Dễ không? Mong lên trời đi thế giới để cho em lo. Quá dễ thương. Rồi còn gì nữa? Xong rồi một cái này nè, em thấy khó chịu nhất này là đầu của bạn ấy, da đầu bạn rất hôi. Mỗi lần mà ôm nhau cái là muốn xa nhau liền. Sao kỳ vậy? Bởi vì bạn thích xài mấy cái dầu gọi xà bông thiên nhiên rồi này kia chị. Ông mua bộ kết không... của anh mà bộ kết của em mua về mà anh nói là hôi. Em xài bộ kết đúng không? Xài bộ kết đúng không? Mà không có mùi, lâu lâu bạn quên một hai ngày lo con rồi quên gọi đầu một cái là mình rất mệt mỏi. Không có đâu, cái bộ kết đó vừa mới gọi xong là nó không có mùi gì hết. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Còn một cái tật xấu đó là tỉ mỉ, rất là thích làm những cái việc nhỏ làm cho thằng nhóc em này nọ đó. Thì ở trong trường á là cô phát một cái tấm mền, chỉ cần viết cái tên như là được rồi. Thì bạn ấy thêu lên, xong rồi thêu lên phải cắt một cái hình con voi để lên để biết là Hùng Tâm vậy thôi, bởi vì biết thằng nhóc nhỏ nó thích con voi á anh. Cứ làm mà ngày nào em ngủ là em thấy 1-2 giờ sáng hoặc là 12 giờ trưa thì thấy bạn thêu mà mình thương, bởi vì đã bị cận rồi. Mà em sợ nhất là chạy xe này kia mà đụng một cái nữa là tiêu luôn. Cái hình ảnh mà ngồi mà theo ha, đó là hình ảnh phải nói là đẹp nhưng mà gần như bây giờ hết rồi. Còn chăng là của những người mẹ của chị hoặc lứa tuổi chị đổ lên thôi. Tại vì em biết không, khi mà cái đứa nhỏ đó mà nó đắp được cái mền đó đó, thực sự luôn, kháng thể nó cũng nhiều hơn. Cái tình cảm nó cũng cảm nhận ấm áp hơn, bởi vì mình có cái trường sinh học á của người mẹ truyền vào. Truyền vào cái tấm mền đó. Trời cái đó hay lắm. Với tính của Mai thì nói ra những cái điều đó là em khó chịu thôi, nhưng mà đều là tính tốt. Chỉ có một điều mà em mong muốn ở Mai thôi là bớt lo lắng lại. Cứ sống yên vui và luôn luôn làm những cái điều mà em thích thôi. Nhưng mà
bớt lo lắng lại. Thực ra thì anh Nghiệp, chính ảnh là cái người đã mang cái an vui lại cho mình, để mình có cái thời gian và có cái tâm thái để làm những cái chuyện đó. Đó là một cái sự cảm ơn về anh rất là lớn. Nhưng mà ảnh nó trông mong, ảnh nó cứ nói em là đừng lo lắng, nhưng mà chính ra thì em rất an nhiên. Còn ảnh mới là cái người lo lắng. Anh nói là anh chỉ sợ là hả, anh không có diễn nữa rồi sao. Em cứ nói thôi, cái cổ đã bị như vậy rồi, bớt đi. Tức là ngày nào cũng vậy, em ăn cơm với muối cũng được, không có gì hết á. Còn con người là sẽ còn được hay hết quá. Tất cả Như vậy có nghĩa là em cũng mong muốn là Nghiệp cũng bớt lo lắng đi đúng không? Dạ. Cả hai vợ chồng đều mong muốn cái sự thay đổi á, là nói chung á, là cứ an vui nè, cứ gọi là tin rằng á, là mình sống tốt thì mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình. Đúng rồi. Thì thật lòng luôn á, là bản thân chị hay là Bin hay là tất cả các quý vị khán giả cũng đều mong muốn điều đó cho vợ chồng em. Xin cảm ơn và xin chúc cho em luôn luôn hạnh phúc như thế này. Dạ, cảm ơn.